Chạy trốn phim trường hào ẩm địa câu du đến từ địa ngục mời quyển 1 nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Quyển 1, Vũ Khê thôn thần bí bia đá đêm khuya yên tĩnh, tiền thương nhất ngồi tại phía trước bàn máy vi tính màu nâu, lực chú ý tập trung ở trên màn ảnh máy vi tính. Ngày mai là cuối tuần, làm phổ thông dân đi làm, ban đêm tự nhiên được thức đêm chúc mừng hạ mới được. Một giây sau, bốn cái chảy máu chữ chậm rãi hiện lên ở chính giữa màn hình trò chơi kết thúc, tiền thương nhất duỗi lưng một cái về sau rời khỏi trò chơi. Màn hình cắt trở lại desktop. Bỗng nhiên, bên phải phía dưới xuất hiện một cái pop-up. Pop-up nội dung cũng không phải là có đủ loại hình ảnh quảng cáo, mà là viết một hàng chữ. Ngài thu được một phong biêu kiện mới. Tiền thương nhất không để ý đến, đang định tắt máy thời điểm, con chuột vậy mà chính mình bắt đầu chuyển động con chuột kim đồng hồ cấp tốc theo chính giữa màn hình di động đến dưới góc phải pop-up chỗ, tiếp theo điểm kích. Về sau, một cái có huyết hồng sắc vòng xoáy bối cảnh web page chiếm cứ toàn bộ màn hình. Huyết hồng sắc vòng xoáy chậm rãi chuyển động, trung tâm màu đen phẳng phất thôn phệ hết thảy lỗ đen. Tiền thương nhất trao mày, nghi hoặc khó hiểu. Làm cái gì, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ máy vi tính dính virus, không thể nào. Ta hôm qua mới quét virus, tay phải hắn nhô ra, đè lại nguồn điện chốt mở khóa, chuẩn bị cưỡng chế tắt máy, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thế là hắn lại thử một lần, kết quả còn là đồng dạng. Trên màn hình kim đồng hồ không nhìn tiền thương nhất thao tác, bắt đầu di động, dừng lại tại chưa đọc tin nhắn tuyển hạng bên trên, điểm kích trong biểu kiện mặt xuất hiện webpage bối cảnh bắt đầu cải biến nguyên bản huyết hồng sắc vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa ngược lại biến thành cũ kỹ sơn thôn bộ dáng bối cảnh nửa bộ phận trên dáng chiều chiếu đỏ lên nửa bầu trời bối cảnh nửa phần dưới là dấu ở khuất bóng chỗ sơn thôn tiền thương nhất cảm giác tình huống nằm ngoài sự dự liệu của hắn vừa rồi xuất hiện pop-up cũng không phải là vì tiền mà là có mục đích khác Màn hình về sau, hai cái huyết hồng sắc chữ lớn ở lưng cảnh chỗ hiện lên, tiếp theo từ từ lớn lên, đồng thời màu sắc dần dần làm sâu sắc, thẳng đến mở rộng vì chiếm cứ nửa cái màn hình. Hiến tế, máu tươi từ chữ bên trên chậm rãi chảy xuống, cuối cùng vậy mà tụ tập tại màn hình dưới đáy. Tiền thương nhất nhìn thấy một màn này, thở cũng không dám quá lớn âm thanh, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, vuốt ve chồng chất tại màn hình dưới đáy máu tươi ướt át cảm giác theo đầu ngón tay truyền đến. Tiền thương nhất trợn to hai mắt, mỏi mệt quét sạch sành xanh, hắn đem tay thu hồi, nhìn xem chính mình ngón trỏ. Trên ngón trỏ máu tinh nhìn thấy mà giật mình. Ta màn hình chảy máu. Tiền thương nhất trong đầu hiện ra câu nói này, hắn lần nữa nhìn màn ảnh, bất quá lần này, ánh mắt bên trong trừ hiếu kỳ bên ngoài, còn có sợ hãi, đối không biết sợ hãi vài giây đồng hồ về sau, trên màn hình hiến tế hai chữ dần dần tán đi, mới chữ màu đen xuất hiện tại webpage trung gian. Hoan nghênh đi vào địa ngục điện ảnh. Tiền thương nhất nghĩ nghĩ, đưa tay đem nguồn điện nhổ. Máy tính để bàn màn hình vẫn như cũ lóe lên. Cái này, cuối cùng là tình huống như thế nào? ta rõ ràng liên đầu cắm đều rút, với lại cũng không có dự bị nguồn điện, chẳng lẽ nói, giữa lúc tiền thương nhất chấn kinh thời điểm, màn hình rốt cục biến thành đen. Nhưng mà tình cảnh vừa nãy vẫn như cũ thật sâu chiếu vào tiền thương nhất trong đầu, nhường hắn không cách nào lấy lại tinh thần. Qua mấy phút tiền thương nhất cúi đầu nhìn xem ngón tay của mình, cũng không có máu tươi, phảng phất vừa rồi nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác, hắn một lần nữa cắm điện vào đầu cắm, khởi động máy hình ảnh xuất hiện thuận lợi tiến vào desktop hết thảy đều phi thường bình thường tiền thương nhất xem xét trình duyệt lịch sử ghi chép kinh ngạc phát hiện gần nhất một cái giao diện đúng là mình hòm thư vì sao lại là ta hòm thư tiền thương nhất mang theo nghi vấn chính mình hòm thư vừa rồi xuất hiện kỳ quái tin nhắn đang lẳng lặng nằm tại thu kiện dương trên cùng nhường người không rét mà run chính là phong biêu kiện này không có phát kiện người tiền thương nhất mi tâm xoay thành một cái chữ xuyên, hiện tại hắn ngược lại hy vọng phía trước pop-up là máy vi tính dính virus kết quả. Xem trước một chút lại nói. Tiền thương nhất để cho mình tỉnh táo lại, hắn hít sâu một hơi, điểm kích tin nhắn. Tình cảnh vừa nãy lần nữa hiện lên. Âm trầm mà kinh khủng hiến tế hai chữ lại xuất hiện ở trên màn ảnh, máu tươi lần nữa chậm rãi chảy xuống tiền thương nhất đưa tay phải ra ngón trỏ xoa xoa màn hình vừa rồi ướt át cảm giác không tiếp tục xuất hiện hắn nhìn thoáng qua ngón tay của mình hết thảy bình thường không có vết máu là ảo giác sao thế nhưng là vì cái gì phong biêu kiện này sẽ xuất hiện tại ta trong email tiền thương nhất do dự mấy giây lựa chọn xóa bỏ tin nhắn mỗi lần xóa bỏ hệ thống đều nhảy chuyển tới đã xóa bỏ giao diện nhưng mà làm giao diện hoán đổi trở về về sau quỷ dị tin nhắn không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũ dừng lại tại chỗ cũ xóa không hết tiền thương nhất cảm giác thanh âm của mình đều có chút run dày hắn muốn ngủ nhưng là tin nhắn trong dương tin nhắn lại phảng phất một cây gai đồng dạng nhường hắn không yên lòng hắn quyết định lập tức giải quyết phần mềm diệt virus bắt đầu diệt virus, nhanh chóng diệt virus, không có bất cứ vấn đề gì, bắt đầu toàn bộ tra giết. Tại công cụ tìm kiếm bên trong lục soát liên quan tới địa ngục điện ảnh tin tức, không có bất kỳ cái gì tin tức có giá trị, tất cả đều là không quan hệ nội dung. Sử dụng điện thoại hòm thư, phát hiện Thu Kiện Dương có đồng dạng tin nhắn. Biện pháp gì đều không có kết quả vòng xoáy đỏ như máu phẳng phất một cái không giải được bí ẩn, nhường tiền thương nhất lo nghĩ không thôi. Tiền thương nhất ngồi yên tại máy vi tính, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Được rồi, trước tiên ngủ đi. Tiền thương nhất kéo lấy mỏi mệt thân thể nằm ở trên giường, trước khi ngủ, hắn đầy trong đầu đều là trong email thần bí email. Tỉnh lại lúc mặt trời đã lên tới đỉnh chóp. Tiền thương nhất mở mắt ra, cái chán che kín mồ hôi, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, lúc này đã là 12 giờ trưa. Tối hôm qua quỷ dị tình huống nháy mắt hiện lên ở trong óc, bất quá bây giờ hắn tạm thời không có hứng thú đi giải quyết. Đương nhiên, chân thực nguyên nhân là hắn dù cho nghĩ giải quyết cũng chưa chắc có thể giải quyết. Nhanh chóng tẩy rửa lúc, hắn nhìn mình trong gương, con mắt phần vện tiêm máu hôm qua xem như suốt đêm tiền thương nhất đánh một cái ngáp tiếp theo lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một điểm sau khi rửa mặt hai tay của hắn chống đỡ màu trắng rửa mặt bàn hai bên nhường nước chậm rãi nhỏ xuống hắn ngẩng đầu nhìn mình trong gương mắt quầng thâm có chút rõ ràng Bỗng nhiên, hắn phát hiện trong trắng mắt của mình bên trên vậy mà bắt đầu xuất hiện chữ bằng máu, phảng phất có thứ gì chính cầm màu đỏ bút tại trong mắt của hắn bên trên viết chữ. 3 giờ chiều, bộ điện ảnh đầu tiên, tiền thương nhất khẽ nhếch miệng, ánh mắt hoảng sợ. Cái quỷ gì? Này làm sao làm được? Hơn nữa còn là viết kính tượng chữ, lại là ảo giác. Ta có phải hay không nên đi nhìn bác sĩ? chuyện quỷ dị càng ngày càng nhiều, tiền thương nhất thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải là chính mình không bình thường, hắn nghĩ tới một cái biện pháp nghiệm chứng, lợi dụng ảnh chụp. Răng rác, điện thoại chụp ảnh tiếng vang lên. Tiền thương nhất nhìn xem chính mình tự chụp hình, đem hai mắt bộ phận phóng đại, kết quả vẫn như cũ có thể thấy được trong con người chữ lại để cho người khác nhìn xem hắn đem ảnh chụp phát cho hảo hữu xác nhận cũng hỏi thăm trong mắt phải chăng có chữ viết nếu có là cái gì để cho ổn thỏa hắn đồng thời đem ảnh chụp cùng tin tức phát cho mấy tên hảo hữu cứ như vậy dù cho có hảo hữu nói đùa nói lung tung cũng có thể đoán được nếu như hảo hữu cũng có thể thấy được trên ánh mắt có chữ viết thuyết minh đây hết thầy cũng không phải là ảo giác trái lại cũng thế rất nhanh, mấy tên hảo hữu đều cấp ra đồng dạng trả lời. Không có thấy được, chạy trốn phim trường hào ẩm địa câu du theo danh hiệu bắt đầu. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, tiền thương nhất nhẹ nhàng thở ra, tự diễu một câu. Còn may là ảo giác, hiện tại loại tình huống này, hắn tình nguyện là chính mình tinh thần xảy ra vấn đề. Nếu quả như thật có chữ viết kia mang ý nghĩa hắn khả năng gặp được gặp quỷ. Tuy là tiền thương nhất không phải kiên định kẻ vô thần, nhưng là quỷ. Thật sự là hắn không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải. Có thể là thức đêm quá nhiều nguyên nhân. Xem ra ta đích xác cần nghỉ ngơi thật tốt. Tiền thương nhất không xác định, tròng trắng mắt bên trên chữ nhường vẫn như cũ nhường hắn có chút bận tâm. 3 giờ chiều, nếu như không có minh xác nói là có một ngày, 89 phần 10 chính là hôm nay, xế chiều hôm nay 3 giờ sẽ phát sinh cái gì, hắn chân thành hy vọng cái gì cũng không cần phát sinh. Tiết trắng trên vách tường, đồng hồ treo tường kim dây khiêu qua số lượng 12 về sau, 3 giờ chiều đến, dài rằng giặc chờ đợi quá trình cuối cùng kết thúc. Tiền thương nhất ngừng thở, trái tim không tự chủ được bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Gian phòng bên trong hết thảy bình thường, trên vách tường chưa từng xuất hiện chữ bằng máu, cũng không có cái khác bất luận cái gì chuyện quỷ dị. Tiền thương nhất khẩn trương trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Mấy ngày gần đây nhất trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, thức đêm quả nhiên là tối kỵ. Giữa lúc hắn dự định đứng lên thời điểm, hắn đột nhiên cứng tại tại chỗ, thân thể không bị khống chế. Sao? Chuyện gì xảy ra? tiền thương nhất muốn cầu cứu thế nhưng là hắn hiện tại thậm chí liên mở miệng đều làm không được trong chớp nhoáng này tiền thương nhất tim đều nhảy đến cổ rồi hắn hồi tưởng lại con mắt bên trên chữ lập tức minh bạch vừa rồi hết thảy đều là ảo giác thân thể tại không có điều khiển tình huống dưới đi ra ngoài cửa tuy là tiền thương nhất đúng là muốn ra ngoài nhưng là toàn bộ quá trình đều cùng ý chí của hắn không có bất cứ quan hệ nào thân thể của hắn đang bị lực lượng thần bí điều khiển không cách nào khống chế thân thể như thường ngày xuống lầu cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý ra chung cư cửa chính về sau thân thể xoay trái tiếp tục đi tới nghe được sao nghe được sao tiền thương nhất nếm thử hướng người qua đường cầu cứu thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm tuyệt vọng giống nồng vụ đồng dạng bao phủ hắn chạy trốn phim trường hào ẩm địa câu du thứ nhất màn nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com ừng nhãn lẳng lặng mà nhìn xem tiền thương nhất cũng không tiếp tục nói tiếp tựa hồ đối với hướng người mới nói rõ cơ bản quy tắc dạng này sự tình không có hứng thú tiền thương nhất đợi nửa phút phát hiện ưng nhãn đúng là không có tiếp tục nói hết ý tứ đành phải mở miệng đánh vỡ trầm mặc ta muốn biết đây có phải hay không là chương trình truyền hình thực tế các loại hắn còn chưa nói xong liền bị ưng nhãn mở miệng đánh gãy không phải tiền thương nhất nuốt ngụm nước bọt tiếp tục hỏi địa ngục điện ảnh là cái gì ta có thể rời khỏi không ưng ừ nhãn nghe được hai vấn đề này lưng tựa ghế sofa hai tay khoanh ôm ngực đáp ta cũng không biết địa ngục điện ảnh là cái gì, nó có thể là tồn tại bí ẩn, lại hoặc là thần, duy nhất có thể để xác định sự tình là, người đã bị địa ngục điện ảnh chọn chúng. Thân phận của chúng ta là địa ngục điện ảnh diễn viên, cần tham gia diễn một chút. Quỷ dị huyền nghi điện ảnh đây một ít điện ảnh duy nhất điểm giống nhau chỉ có một cái nếu như chúng ta không làm chút gì cuối cùng khẳng định sẽ chết về phần rời khỏi ta cũng muốn có người nói cho ta đáp án thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện mỗi bộ điện ảnh diễn xuất kết thúc về sau hội thu hoạch được cát xê cùng trị số danh dự ban thường Cát C có thể đổi đặc thù đạo cụ, trị số danh dự có thể tăng lên diễn viên đẳng cấp, còn có một số chi tiết ta cũng không muốn nói nhiều, người sống sót tự nhiên sẽ biết. Đặt câu hỏi phân đoạn liền đến đây, có vấn đề gì ngươi có thể hỏi người khác, điều kiện tiên quyết là Người có thể còn sống sót, ưng ừ nhãn sau khi nói xong, tay phải vươn vào áo khoác tầng bên trong, lấy ra một cái kính dâm đội tiền thương nhất biết ưng nhãn không thích lại nói sự tình vừa rồi nhưng là với hắn mà nói biết nhiều hơn một điểm tin tức nói không chừng có thể giải khai rất nhiều nghi hoặc sau khi cân nhắc hơn thiệt hắn quyết định thử một lần dù sao hiện tại khó được có một người có thể trả lời vấn đề của hắn hắn mở miệng hỏi diễn viên hẳn là cần biết diễn kịch ta căn bản sẽ không diễn kịch dạng này cũng không quan hệ sao còn có chỉ chúng ta hai người sao hắn hỏi xong vấn đề chờ đợi ưng ừ nhãn đáp lại ưng ừ nhãn không nhúc nhích căn bản không để ý đến tiền thương nhất bất đắc dĩ dựa lưng vào ghế sofa trong đầu trải vuốt tối hôm qua cho tới hôm nay phát sinh hết thảy ta vì sao lại được tiền chọn chẳng lẽ cũng bởi vì ta tương đối thích đốt não một chút trò chơi kinh dị vấn đề là ưng nhãn thoạt nhìn không giống như là dạng này người đủ loại vấn đề tại tiền thương nhất trong đầu hiển hiện bất quá sở hữu suy đoán đều không cách nào nghiệm chứng sau một thời gian ngắn màu đen xe buýt dần dần giảm tốc cho đến dừng lại chạy trốn phim trường hào ẩm địa câu du không người thôn trang nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com vũ khê thôn phía trên, tầng mây dần dần ngưng tụ, bầu trời càng phát ra âm trầm, bóng ma bao phủ vũ khê thôn, nhường ẩn vào trong núi vũ khê thôn càng phát ra thần bí. Ưng ừ nhãn thả chậm bước chân, quay đầu nói với tiền thương nhất. Kịch bản chỉ có thể làm tham khảo, bởi vì bình thường mà nói, kịch bản bên trong nhân vật cơ bản đều sẽ chết, cho nên chúng ta không nhất định phải dựa theo kịch bản yêu cầu đến hành động mà là căn cứ tình huống thực tế nhớ kỹ một điểm chết tại điện ảnh thế giới chính là thật đã chết rồi địa ngục điện ảnh không có chụp lại vừa nói sống sót mới là duy nhất tiêu chuẩn vô luận ngươi diễn kỹ là tốt là xấu đơn giản là ban thưởng bao nhiêu khác nhau nhưng mà một khi chết tại điện ảnh thế giới liền cái gì cũng bị mất Tuy là chúng ta là diễn viên, nhưng là cùng thế giới hiện thực diễn viên có rất lớn khác biệt, không cần đi làm tìm quan hệ các loại sự tình, bởi vì theo điện ảnh bắt đầu đến kết thúc. Người đều sẽ không gặp phải đạo diễn. Tương đối mà nói, người cần đem sở hữu tinh lực đều đặt ở một sự kiện trên, đó chính là để cho mình sống đến điện ảnh kết thúc, chỉ cần sống đến điện ảnh kết thúc. Trên người sở hữu thương thế đều sẽ khôi phục, dù cho chỉ còn lại một viên đầu ưng nhãn nói những lời này thời điểm giọng nói không tính nghiêm túc ngược lại phi thường bình tĩnh tựa hồ gặp thường đến loại tình huống này tiền thương nhất nuốt ngụm nước bọt quay đầu nhìn ưng nhãn hai mắt cảm giác người trước mắt càng phát ra thần bí lúc này tiền thương nhất trong đầu hồi tưởng lại chính mình phía trước suy đoán suy đoán địa ngục điện ảnh tuyển người căn cứ đồng thời tiền thương nhất liền có cân nhắc qua nghề nghiệp điểm này theo từng cái góc độ đến xem ưng nhãn tại trong thế giới hiện thực nghề nghiệp đều không phổ thông đương nhiên cũng không thể bài trừ là tiến vào địa ngục điện ảnh về sau mới không phổ thông hai loại tình huống cũng có thể nhưng là tiền thương nhất càng muốn tin tưởng trước một cái suy đoán ưng nhãn bản thân nghề nghiệp liền không phổ thông ưng nhãn ngón trỏ tay phải chỉ vào vũ khê thôn tiếp tục nói ra chờ một chút chúng ta trôi qua về sau, dựa theo kịch bản diễn, có thể gia tăng nhân vật chấm điểm. Nhân vật chấm điểm quan hệ đến điện ảnh kết thúc về sau lấy được ban thưởng, đối ngươi phần dưới điện ảnh có trợ giúp, còn có. Ưng ừ nhãn sau khi nói đến đây đem kính dâm lấy xuống, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén giống một cây đao bảo trì ngươi bây giờ thái độ cẩn thận, không cần cho ta quấy rối nếu không ta không ngại vạn gãy cổ của ngươi, ta nói đây một ít không phải là vì uy hiếp ngươi, mà là cho ngươi đề nghị, tiền thương nhất trao mày, vô ý thức lui lại một bước. Tuy là ưng nhãn không có bắt hắn lại cổ áo đem hắn nhấc lên, nhưng là hắn không hoài nghi chút nào ưng nhãn lời nói, chỉ cần tất yếu, trước mắt người này nhất định có thể tại trong vòng 3 giây giết hắn. Có lẽ ngắn hơn ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá. Như thế nào tính quấy rối Như thế nào tính không quấy rối tiền thương nhất lấy dũng khí hỏi lại. Ưng ừ nhãn đem kính dâm thả lại áo khoác bên trong túi, đáp. Không có minh xác tiêu chuẩn, người cũng không cần suy nghĩ chui logic lỗ thủng sự tình, ta đối với giết người không có gì hứng thú, chỉ cần ta nhắc nhở ngươi thời điểm. Người không cần cố ý cùng ta đối đầu là được tiền thương nhất gật đầu, không hỏi thêm nữa hai người một đường đi đến vũ khê thôn cửa thôn một khối viết có vũ khê thôn ba chữ tấm bảng gỗ đứng ở ven đường tiền thương nhất dựa theo ước định lúc trước đọc lên thuộc về biên chiết lời thoại phía trước chính là vũ khê thôn nhanh đến bất quá ta cảm giác có điểm gì là lạ vũ khê thôn giống như không có người đồng dạng tuy là thôn không lớn nhưng là có già có trẻ không có khả năng đột nhiên toàn bộ thôn nhân đều di chuyển trừ phi gặp tình huống đặc biệt vừa mới bắt đầu hắn cho là mình đọc lời thoại thời điểm sẽ có một chút khẩn trương nhưng khi lời thoại đọc lên về sau hắn mới phát hiện thanh âm của mình không có chút nào run rẩy tựa hồ hắn đã dần dần bắt đầu thích ứng đúng là chúng ta đi vào trước nhìn xem lại xem tình huống làm quyết định thời gian không còn sớm chúng ta phải tăng thêm tốc độ ưng ừ nhãn đánh giá chung quanh quan sát chung quanh dị động hai người đối còn lại vài câu lời thoại về sau, đi vào vũ khê thôn. Căn cứ kịch bản bên trên tự thuật, phía sau hai người cái bóng hội quỷ dị run run, về sau, tiền thương nhất sắm vai biên chết hội quay đầu. Nhưng mà, ưng nhãn cũng không để ý tới kịch bản an bài, hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình. Tiền thương nhất cũng không có học ưng nhãn, mà là chờ đợi kịch bản bên trong cảm giác xuất hiện trước mắt phương xuất hiện vũ khê thôn phòng ốc thời điểm bị thăm dò cảm giác từ phía sau truyền đến tiền thương nhất bỗng nhiên quay đầu sau lưng cái bóng cũng không dị động không có biến hóa ưng nhãn nói một câu không có biến hóa chẳng lẽ nói ưng nhãn không nhìn thấy làm sao có thể tiền thương nhất không quá tin tưởng mặt lộ nghi hoặc đúng là không có đi thôi ưng ừ nhãn cũng không có giải thích Tuy là kịch bản còn có vài câu lời thoại không có đúng, nhưng là ưng nhãn không đúng lời thoại, tiền thương nhất một thân một mình cũng không có cách nào tiến hành tiếp. Hắn chỉ có thể lựa chọn đuổi theo ưng nhãn bước chân. Trước lúc này, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng cái bóng đúng là không có dị dạng, nhưng là lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Tiền thương nhất nhìn xem ưng nhãn càng chạy càng xa, không lại lưu ý sau lưng dưới ánh mặt trời, tiền thương nhất cái bóng bỗng nhiên quỷ dị run rẩy một cái. Vũ khê thôn phòng ốc đều là nông thôn thường gặp thổ gạch phòng. Nóc nhà màu đen mảnh ngói hơi có vẻ cũ nát, thổ hoàng sắc tường ra phẳng phất lúc nào cũng có thể sẽ chóc ra, mỗi một chỗ chi tiết đều tại kể ra phòng ốc niên đại xa xưa. Thổ gạch phòng kết cấu tương đối đơn giản, trung gian cửa chính là phòng khách, phòng khách hai bên là phòng ngủ, phía bên phải phòng ngủ thông đến phòng bếp, phòng bếp có khác một cánh cửa có thể ra vào. Nhà vệ sinh ở bên trái phòng ngủ bên trái, bất quá cũng không có cùng phòng ngủ liên thông, muốn lên nhà vệ sinh nhất định phải theo ngoài phòng tiến vào nhà vệ sinh. Tiền thương nhất cùng ưng nhãn đứng tại phòng khách trước cổng chính, phòng khách cửa tuyệt không đóng lại lúc này trong đầu trang sách bắt đầu hướng về sau lật thứ hai màn kịch bản hiện lên ở trong đầu tiền thương nhất xem đứng lên thứ hai màn ba giờ vừa qua khỏi không lâu vũ khê thôn cửa thôn phòng ốc cũ kỹ phòng ốc chưa đóng cửa chính biến mất thôn dân biên chiết cùng trương tử an đứng tại cửa nhà, tuyệt không trông thấy bất luận bóng người nào biên chiết uy có người ở đây sao trong phòng không người đáp lại biên chiết tiếng la Trương tử an đoán chừng không có người chúng ta trực tiếp vào xem dù sao cửa không khóa biên chiết ân bất quá vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt hai người đi vào trong phòng trong phòng khách thủ công ghế bành tùy ý bày ra bên ghế trên mặt đất bày đặt chén trà trong chén trà chỉ còn lại lá trà bên tường trên bàn dài bày đặt mâm đựng trái cây cùng đồ ăn vặt đĩa góc bàn chất đống vỏ hạt dưa biên chiết có người sao có ra cái tiếng, Trương Tử An, đừng kêu, ngươi tìm bên trái, ta tìm bên phải, có việc lên tiếng, biên chiết. Ân, thứ hai màn kết thúc kịch bản bên trong miêu tả có chút kỳ quái, giống như thôn dân vừa rời đi không lâu đồng dạng. Tiền Thương nhất hơi kinh ngạc. Vấn đề là vừa rồi bọn hắn theo cửa thôn đi tới thời điểm, cũng không có trông thấy bất luận cái gì thôn dân rời đi vết tích tiền thương nhất không rét mà run hồi tưởng lại chính mình từng nhìn qua linh dị chuyện xưa người eskimo thần bí biến mất chi mê đồng dạng là tập thể mất tích ly kỳ sự kiện chạy trốn phim trường hào ẩm địa câu du điều tra nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com đương nhiên trước mắt còn không thể xác định vũ khê thôn thôn dân đã toàn bộ mất tích nhưng là tiền thương nhất có loại dự cảm này với lại phi thường cường liệt 89 phần 10, Vũ Khê thôn thôn dân tất cả đều mất tích. quy có người ở đây sao?" Tiền Thương Nhất bắt đầu đọc biên chết lời thoại. "Đoán chừng không có người, chúng ta trực tiếp vào xem, dù sao cửa không khóa." Ưng Nhãn giọng nói bình tĩnh. "Ừm, bất quá, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt." tiền thương nhất biểu lộ ngưng trọng, hắn nhớ kỹ ưng nhãn nói qua dựa theo kịch bản diễn xuất hội gia tăng nhân vật chấm điểm, cho nên tận lực biểu đạt ra kịch bản bên trong biên chất tình cảm. Hai người đối xong lời thoại về sau, đi vào trong phòng. Đập vào mi mắt phòng khách tràng cảnh cùng kịch bản bên trong miêu tả giống nhau như đốt. Tiền thương nhất đi đến cái ghế một bên, đem chén trà cầm lấy, nhìn thoáng qua trong chén trà lá trà, tiếp theo dán chân ghế buông xuống có người sao có ra cái tiếng thanh âm của hắn trong phòng khách tiếng vọng đừng kêu ngươi tìm bên trái ta tìm bên phải có việc lên tiếng ưng nhãn nói xong một mình phía bên phải bên phòng ngủ đi đến chúng ta nhất định phải tách ra lục soát sao rất nhiều phim kinh dị bên trong tiền thương nhất có chút do dự không qua hắn nói được nửa câu liền bị ưng nhãn đánh gãy chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta ở cùng một chỗ liền có thể sống xuống tới, ưng nhãn quay đầu lại hỏi một câu. Ý của ta là có chút nguy hiểm có thể tránh, tiền thương nhất trao mày. Đại bộ phận nguy hiểm hội dẫn đến đoàn diệt, ưng nhãn giọng nói bình tĩnh. Tiền thương nhất liếm môi một cái, không tiếp tục nói. Học được dựa vào chính mình đi. Ưng nhãn vứt xuống câu nói này về sau, tiến vào bên phải phòng ngủ đã ưng nhãn đã nói đến đây một bước, hắn tự nhiên sẽ không cưỡng ép đi theo ưng nhãn đi bên phải phòng ngủ, bởi vì làm như vậy đã tiếp cận, quấy rối phạm trù. Tiền thương nhất than nhẹ một tiếng, hướng bên trái phòng ngủ đi đến. Màu đỏ thẫm cửa phòng ngủ tuyệt không khóa lại. Tiền thương nhất đem tay phải đặt ở cạnh cửa, nhẹ nhàng đầy. Kết một tiếng, cửa phòng ngủ chuyển động đến cùng, hoàn toàn rộng mở tiền thương nhất đứng tại cửa ra vào, cũng không có đi vào phòng ngủ, mà là đánh trước số lượng trong phòng ngủ tình huống. Lọt vào trong tầm mắt là một chương giường đôi, mang hoa văn màu đỏ chăn mền che ở trên giường, dựa vào tường địa phương có một cái màu lam tủ quần áo. Tủ quần áo mặt ngoài treo một cái hình bầu dục tấm gương. Trong phòng ngủ cũng không đánh nhau dấu vết, đồ dùng cho chạy trốn phim trường hào ẩm địa câu du không biết bóng đen. Nghe chọn bộ tại mê audio com thứ ba màn buổi chiều tiếp cận 4 điểm vũ khê thôn bên trong. Nhà lý lĩnh trước ánh nắng xuyên qua cửa sổ vẩy xuống mặt đất biên chiết cùng trương tự an trong phòng lục soát vẫn như cũ cùng lúc trước giống nhau một người lục soát một gian. Bên trái trong phòng ngủ biên chiết ngay tại bàn đọc sách trong ngăn kéo tìm kiếm biên chiết đây chính là Lý Lĩnh bàn đọc sách trên bàn có lớp của hắn bản cũng không biết nhật ký để ở nơi đâu, bàn đọc sách phía bên phải ngăn kéo bị rút ra, một bản bìa màu đen bản bút ký nằm ở trong đó. Biên Chiết mặt lộ mỉm cười, đưa tay đem bản bút ký cầm lấy, bắt đầu lật giấy. Bản bút ký bên trong ghi chép cuối cùng ngày tháng là 4 ngày phía trước cũng là Lý Lĩnh không đi học một ngày trước trong quyển nhật ký ghi lại vô cùng trọng yếu manh mối với lại cùng vũ khê thôn thôn dân mất tích có quan hệ biên chiết nhìn nhập thần trong nhật ký ghi chép vũ khê thôn khác thường bộ phận cũng không nhiều cho nên rất nhanh liền xem hết biên chiết hiến tế hiến tế là cái gì bỗng nhiên phòng ngủ trên vách tường một cái bóng người màu đen dần dần hiện lên dán tại trên vách tường tiếp theo bóng đen bắt đầu rời xuống dần dần hướng biên chiết phương hướng di động lặng yên không một tiếng động làm bóng đen di động đến biên chiết lòng bàn chân thời điểm biên chiết hai tay buông ra chống tại trên mặt bàn tiếp theo quay đầu nhìn thoáng qua biên chiết đây là bóng đen bị phát hiện về sau cấp tốc rời đi một mực trượt đến bên cửa sổ lại từ cửa sổ khe hở chuồn đi biên chiết trương tử an ta có phát hiện biên chiết hướng phòng khách chạy đi nhưng là hắn vừa đi hai bước hai chân mềm nhũn kém chút quỳ trên mặt đất biên chiết đây là có chuyện gì ta thế nào toàn thân cao thấp đều không có khí lực vừa rồi bóng đen là tại công kích ta sao trương tử an phát hiện gì biên chiết nhanh đi bên ngoài ta vừa rồi trông thấy một cái dán tường bóng đen khẳng định cùng vũ khê thôn thôn dân có quan hệ trương tử an cấp tốc chạy đến ngoài phòng bốn phía lục soát biên chiết hít sâu hai cái sau đứng lên tay phải vịn khung cửa chạy theo ra ngoài thứ ba màn kết thúc tiền thương nhất dừng lại trong tay động tác thứ ba màn kịch bản đưa tới chú ý của hắn so với trước hai cái kịch bản đến nói cái này kịch bản phát sinh rõ ràng cải biến hắn sắm vai biên chiết bị không rõ bóng đen công kích mặc dù không có nguy hiểm tính mạng nhưng là thể lực lại chịu ảnh hưởng điểm này tương đương không ổn đương nhiên cũng có thu hoạch lý lĩnh quyển nhật ký bên trong ghi chép vũ khê thôn thôn dân trước khi mất tích tình huống chỉ bất quá cũng không có kỹ càng miêu tả đi ra vẫn cần nhìn qua nhật ký về sau mới biết được nội dung cụ thể người kịch bản bên trong tựa hồ có không đồng dạng phát hiện nói ra nghe một chút ưng nhãn bỗng nhiên mở miệng có tiền thương nhất gật đầu đem kịch bản nội dung thuật lại một lần bóng đen ưng nhãn rơi vào trầm tư là chúng ta còn tách ra lục soát sao tiền thương nhất hít sâu một hơi hỏi vấn đề hắn vẫn muốn hỏi đã có manh mối vậy liền không tách ra trực tiếp đi ngươi lục soát gian phòng tìm xem ưng nhãn sửa đổi phía trước quyết định nghe được ưng nhãn câu nói này tiền thương nhất trong lòng yên tâm không ít vừa rồi đề nghị hắn cũng không có quên nếu ưng nhãn là không biết biến báo người như vậy so với điện ảnh thế giới bên trong nguy hiểm mà nói ưng nhãn ngược lại càng thêm nguy hiểm đối mặt loại tình huống này tiền thương nhất sẽ lưu thêm một cái tâm nhãn nếu mà bắt buộc đơn độc hành động cũng không phải không có khả năng hai người cùng nhau đi tới bên trái phòng ngủ Tiền Thương nhất tiến vào phòng ngủ về sau, mấy bước đi đến trước bàn sách, trực tiếp đem bên phải ngăn kéo rút mở, lấy ra lý lĩnh màu đen quyển nhật ký lật ra. Màu đen quyển nhật ký dùng khổ giấy A5, trang giấy trong lúc đó không lại liên tục, thậm chí ẩn ẩn có ố vàng dấu hiệu. Nhật ký đã tràn ngập hơn phân nửa bản, nội dung khá nhiều, tất cả đều là một chút sinh hoạt việc vặt. Tiền Thương nhất đem nhật ký lật đến một trang cuối cùng, cũng chính là Lý Lĩnh không đến lên lớp một ngày trước, ngày 11 tháng 6, thứ ba. Hôm nay bài tập cũng không khó khăn, ta rất nhanh liền làm xong, ngày mai lão sư khẳng định hội khen ta. Đêm qua lúc ngủ ta rất sợ hãi, bởi vì ta luôn cảm giác có đồ vật gì đang nhìn ta, thế nhưng là ta tìm không thấy nó vật kia giống như chỗ nào đều có dù cho ta đem chăn che kín cũng có thể cảm giác được nó hôm nay ta đem chuyện này nói cho cha mẹ không nghĩ tới cha mẹ cũng có cảm giác giống nhau cha mẹ nói cho ta nói không có việc gì không cần lo lắng bất quá ta có thể nhìn ra cha mẹ cũng rất sợ hãi vừa rồi ta chuẩn bị đi tìm cha mẹ thời điểm nghe được cha mẹ đang nói chuyện giống như đang nói cái gì hiến tế các loại sự tình ta căn bản nghe không hiểu làm ta đẩy cửa ra hỏi cái gì là hiến tế thời điểm cha mẹ nói không có gì còn nói thôn trưởng bá bá ngay tại giải quyết khẳng định không có việc gì hy vọng thôn trưởng bá bá có thể giải quyết những vật kia thật dọa người hôm nay liền viết đến nơi đây muốn đi đi ngủ nhật ký viết đến nơi đây hết rồi mấy hàng lại xuất hiện lý lĩnh bút ký bất quá so với nửa bộ phận trên mà nói chữ viết muốn viết ngoáy không ít tựa hồ lý lĩnh phi thường vội vàng ta ban đêm bị làm tỉnh lại, những vật kia khẳng định trong phòng, thế nhưng là ta nhưng không nhìn thấy, ta rất sợ hãi. Vừa rồi ta đi tìm trong nhà, cha mẹ đều không tại, ta gọi thế nào bọn hắn cũng đều không có đáp ứng, có thể hay không cha mẹ đã bị những vật kia cho. Cha mẹ nói qua hiến tế sự tình, tuy là ta không biết hiến tế là cái gì, nhưng là nhìn ta chằm chằm đồ vật khẳng định cùng hiến tế có quan hệ hy vọng cha mẹ không có xảy ra chuyện ta dự định đi ra xem một chút thôn trưởng bá bá khẳng định biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra trong sổ nội dung viết đến nơi đây kết thúc trước một tờ nhật ký nội dung cũng cùng thôn dân mất tích hơi liên quan tới nhau bất quá vẻn vẹn nội dung chỉ là lý lĩnh phát hiện vũ khê thôn người đều có chút kỳ quái không có đáng giá chú ý địa phương tiền thương nhất quan sát nhật ký nội dung thời điểm ưng nhãn nhìn chằm chằm chung quanh đây là sớm đã nói xong ứng đối phương thức căn cứ kịch bản hắn sắm vai biên triết hội đang nhìn nhật ký thời điểm lọt vào bóng đen đánh lén nếu như có thể sớm báo động trước tự nhiên có thể tránh thoát ta xem xong tiền thương nhất nhẹ nói một câu bóng đen chưa từng xuất hiện ưng nhãn ánh mắt đặt ở trong quyển nhật ký tiền thương nhất lập tức lý giải ưng nhãn ý tứ đem quyển nhật ký đưa tới ưng ừ nhãn đưa tay tiếp được bỗng nhiên tiền thương nhất trông thấy ưng nhãn sau lưng trên vách tường một cái bóng người màu đen dần dần hiện lên chính là kịch bản bên trong nói tới bóng đen bóng đen hiện vặn vẹo hình người giống một cái gợn sóng danh giới còn có run run gờ giáp ngay sau đó bóng đen theo trên vách tường trượt xuống đi vào mặt đất lại di động qua tới tiền thương nhất con mắt trợn lên, vừa định mở miệng nhắc nhở, ưng nhãn đầu gối uốn lượn, toàn bộ nhảy dựng lên. Cái gì? Bóng đen cấp tốc theo ưng nhãn dưới chân lướt qua, hướng tiền thương nhất vọt tới. Nguy rồi! Tiền thương nhất vội vàng buông tay, cả người bên cạnh dựa vào hướng bàn đọc sách, tiếp theo phần bụng dùng sức, nhường hai chân co lên. Bóng đen xẹt qua hai chân bộ phận về sau, vậy mà chuyển hướng hướng mặt bàn trượt đến, chạy trốn phim trường hào ẩm địa câu du trực giác cùng linh hồn. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Tiền thương nhất trong đầu nháy mắt hiện ra kịch bản bên trong miêu tả. Tuy là bị bóng đen chạm đến về sau sẽ không chí mạng nhưng là đối hành động có rất lớn ảnh hưởng. Không thể bị bóng đen đụng phải. Tiền thương nhất thân thể xoay chuyển, hai tay trống ở mặt bàn, hai chân dẫm tại càng lệch một chút trên mặt đất lại đem tay thu hồi. Bóng đen sát Tiền Thương nhất bàn tay lướt qua đi. Dù cho bàn tay không có đụng phải bóng đen, Tiền Thương nhất vẫn như cũ cảm nhận được lạnh buốt khí tức, hắn liên tục lui lại mấy bước, giữ vững thân thể, lập tức cảm giác một trận hoảng sợ. Bóng đen đánh lén không có đắc thủ về sau, giống như kịch bản bên trong miêu tả, trượt hướng cửa sổ, theo cửa sổ khe hở bên trong rời đi tiền thương nhất trước người lướt qua một trận bóng đen chính là ưng nhãn nặng nề tiếng bước chân ở phòng khách vang lên tiếp theo là ngoài phòng thật nhanh tiền thương nhất nhìn về phía phòng khách phương hướng tiếp theo đi theo ra ngoài cửa phòng khách ưng nhãn đứng tại chỗ ánh mắt bốn phía tìm kiếm thế nào tiền thương nhất hỏi không thấy căn bản tìm không thấy ưng nhãn cho mày tiền thương nhất đi ra ngoài phòng tìm kiếm bốn phía không có phát hiện bóng đen tung tích dần dần xuống núi mặt trời chiếu vào trên thân hai người đem thân ảnh của hai người kéo dài vừa rồi ta còn chưa kịp nhắc nhở tiền thương nhất hồi tưởng lại vừa rồi ưng nhãn tránh né bóng đen lúc tình huống xem ngươi biểu lộ cùng ánh mắt nhìn ra được tốc độ phản ứng đối diễn viên đến nói tương đối quan trọng ưng nhãn nói xong vỗ vỗ quần quay người đi hướng phòng ngủ vài giây đồng hồ về sau ưng nhãn cầm lý lĩnh quyển nhật ký đi tới hắn sau khi xem xong đem quyển nhật ký khép lại hiến tế vũ khê thôn thôn trưởng nhất định biết hiến tế đến tột cùng là cái gì vừa rồi bóng đen ngươi cũng đã trông thấy ta hoài nghi không chỉ một thời gian không đợi người chúng ta phải tăng thêm tốc độ nói đến đây ưng nhãn ngửa đầu nhìn về phía vũ khê thôn chỗ sâu tiếp tục xuất phát tiền thương nhất mỗi đi mấy bước liền không nhịn được quay đầu nhìn một chút bị theo dõi cảm giác từ đầu đến cuối vung đi không được tựa hồ vừa rồi xuất hiện tại nhà lý lĩnh bên trong bóng đen vẫn luôn theo sau lưng ưng ừ nhãn ngươi cho rằng vừa rồi bóng đen là cái gì vũ khê thôn thôn dân đến tột cùng là mất tích hay là chết tiền thương nhất hít sâu một hơi hai tay nắm tay lại buông ra ưng nhãn quay đầu nhìn tiền thương nhất nói ra ta cũng không biết trước một bộ phim cùng sau một bộ phim bình thường đều không liên quan lẫn nhau độc lập thế giới quan cũng độc lập những quỷ quái kia căn bản là không có cách chụp vào bộ này, hiến tế, bên trong, bất quá có một chút có thể xác định, nếu như ngươi sợ hãi bóng đen, vậy nói rõ bóng đen đúng là gặp nguy hiểm. Đối với diễn viên đến nói, bình thường tích lũy kinh nghiệm ngược lại không bằng người trời sinh trực giác chuẩn xác. Bầu trời bắt đầu biến âm trầm, mây đen dần dần dành dụng, toàn bộ vũ khê thôn đều bị bao phủ tại bóng ma ở trong trải qua ưng nhãn vừa nói như thế, tiền thương nhất cũng ý thức được lúc trước hắn sơ sót một điểm. Đối diễn viên mà nói, mỗi bộ điện ảnh đều là khởi đầu hoàn toàn mới, cái này cũng mang ý nghĩa diễn viên mãi mãi cũng cần phải đi thích ứng mới điện ảnh. Tuy nói thế giới hiện thực diễn viên cũng giống như thế, nhưng là vấn đề là thế giới hiện thực diễn viên không có nguy hiểm tính mạng, với lại có thể từ chối diễn. Giữa hai bên bởi vì mấy điểm nho nhỏ khác biệt, thực tế diễn xuất thời điểm có cách biệt một trời. Tích lũy kinh nghiệm không bằng trực giác, tiền thương nhất cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Trực giác, mặt chữ ý là trực quan cảm giác, bình thường chỉ không có trải qua phân tích suy luận quan điểm. Thay cái từ hình dung chính là đoán mò, nhưng mà trực giác còn có một loại khác giải thích. Cái gọi là trực giác là căn cứ vào nhân loại nghề nghiệp, lịch duyệt, tri thức cùng bản năng hình thành đặc thù phương thức tư duy nói đến rất mơ hồ, trên thực tế. Đúng là rất mơ hồ. Tiền thương nhất cho rằng ưng nhãn nói tới trời sinh trực giác càng có khuynh hướng khắc vào trong gen bản năng. Một cái điển hình ví dụ rất nhiều người cho tới bây giờ chưa thấy qua rắn, nhưng là lần thứ nhất gặp rắn liền cảm thấy phi thường sợ hãi, dù cho chưa hề bị rắn cắn qua, phảng phất trời sinh như thế. Đối với càng thêm nguy hiểm động vật, sư tử, lão hổ các loại, ngược lại không có rắn nhường người sợ hãi, thậm chí rất nhiều người đều sẽ cảm thấy đáng yêu. Đương nhiên, điểm này cho dù là thật cũng vô pháp giải thích ưng nhãn lời nói bởi vì tại trong thế giới hiện thực, chỉ ít tiền thương nhất sinh hoạt hơn 20 giữa năm, chưa từng gặp qua quỷ, hoặc là khác linh dị quái vật. Ưng nhãn gật đầu, bất quá tuyệt không dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn về phía trước, nói ra. Người kinh nghiệm chỉ có tại hoàn cảnh tương đối ổn định tình huống dưới mới có ý nghĩa. Ta trước mắt còn không có đụng phải hai bộ điện ảnh hoàn toàn giống nhau tình huống, trừ phi là tham gia đóng phim phần tiếp theo, chính là nói, mỗi bộ điện ảnh đều cần một lần nữa thích ứng. Địa ngục điện ảnh cũng sẽ không sớm nói cho ngươi cái này điện ảnh thế giới cùng cái kia điện ảnh thế giới cùng loại, quỷ hồn hội dùng như thế nào phương thức giết người. Đương nhiên, một chút đặc thù, kinh nghiệm, tích lũy vẫn như cũ có ý nghĩa, tỉ như tố chất thân thể tăng lên cùng phương thức tư duy chuyển biến các loại. Người có thể cho là mình hội càng thêm thích ứng loại cuộc sống này phương thức nếu như xem như sinh hoạt. Cho nên, nếu như ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm không biết nên ứng đối như thế nào, không bằng tin tưởng mình trực giác, chỉ ít linh hồn của ngươi nhất định muốn sống sót. Sau khi nói đến đây, vũ khê thôn phía trên trong mây đen, một đạo tia chớp màu đỏ vặn vẹo lên thân thể xẹt qua bầu trời. Hai giây về sau, tiếng sấm ầm ầm truyền đến. Linh hồn, thật tồn tại, tiền thương nhất chừng lớn hai mắt. Nếu như là tiến vào địa ngục điện ảnh trước kia, đối với loại thuyết pháp này, hắn tuy là không cầm tuyệt đối phản đối thái độ, nhưng là cũng là thiên hướng về không tin nổi danh nhất cùng linh hồn có liên quan thuyết pháp không ai qua được 21 gram linh hồn. Không quản ngươi là có hay không sợ hãi, nó cuối cùng đều sẽ giáng lâm, tại kia thời khắc này, thân thể của ngươi nhẹ 21 gram. Thế kỷ 20 sơ, một tên bác sĩ nhường sắp chết bệnh nhân nằm tại đặc chế trên cái cân, đo đạc bệnh nhân thể trọng, quan sát nhân sinh trước sau khi chết trọng lượng biến hóa. Cũng phát hiện có nhân thể nặng giảm bớt 21 gram bác sĩ cho rằng giảm bớt 21 gram thể trọng chính là linh hồn trọng lượng. Đương nhiên, vô luận là thí nghiệm bản thân vẫn là quá trình thí nghiệm, đều không nghiêm cẩn, cũng khuyết thiếu có độ tin cậy. Lúc này, ưng nhãn tại vào thời khắc này đưa ra linh hồn khái niệm, quả thực nhường tiền thương nhất giật mình. Chân thực tồn tại, ưng nhãn lặp lại cái từ này đúng vậy a à, nếu như nói linh hồn tồn tại đó có phải hay không cũng mang ý nghĩa chuyển thế đầu thai cũng tồn tại nói cách khác chết cũng không quan hệ tiền thương nhất mặt mũi tràn đầy chờ mong kỳ vọng theo ưng nhãn trong miệng đạt được đáp án không biết có lẽ vậy ưng nhãn giọng nói bình tĩnh không chút phật lòng a à, tiền thương nhất có chút ngoài ý muốn theo lý mà nói linh hồn tồn tại diễn sinh ra tới vấn đề hẳn là mười phần nhường người hưng phấn mới đúng thế nhưng là ưng nhãn lại không có cảm giác chút nào dù cho đã sớm biết tin tức này hẳn là vẫn như cũ sẽ có xúc động dù sao chỉ riêng linh hồn cất ở đây một điểm bản thân liền đã có thể đối toàn bộ thế giới tạo thành sung kích ưng nhãn mở miệng giải thích ta không biết ngươi đối linh hồn cách nhìn là cái gì nhưng là tại điện ảnh thế giới thân thể của ngươi tử vong liền mang ý nghĩa ngươi đã tử vong chỉ có tại cực kỳ tình huống đặc thù hạ linh hồn của ngươi mới có thể đơn độc rời khỏi thân thể mà tồn tại về phần ngươi nói chuyển thế đầu thai ta không rõ ràng ta còn chưa có chết qua cho nên ta nói có lẽ nói đến đây ưng nhãn ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng tiếp theo tiếp tục đi tới chúng ta nhất định phải nhanh lên nữa nếu như ngươi không muốn chuyển thế đầu thai tiền thương nhất đuổi theo ưng nhãn bước chân chạy trốn phim trường hào ẩm địa câu du con đường phía trước chưa biết nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com vừa rồi ưng nhãn nói lời như cũ tại trong đầu của hắn tiếng vọng tiền thương nhất hít sâu một hơi để cho mình dần dần tiếp nhận đủ loại nguyên bản không tin khái niệm vô luận là tròng trắng mắt bên trên chữ bằng máu, cưỡng chế khống chế thân thể, vẫn là đen nhánh xe buýt. Hết thầy tất cả, tất cả đều chân thực tồn tại. Đã đầy một ít quỷ dị vô cùng sự tình đều đã phát sinh, như vậy, đã sớm tồn tại khái niệm, tỉ như đối nguy hiểm trực giác cùng linh hồn, tiếp thụ ngược lại không có khó khăn. Tiền thương nhất là người chủ nghĩa duy vật, nhưng mà, cũng không kiên định hắn từ đầu đến cuối đối không biết sự vật nắm giữ cẩn thận thái độ, bởi vì hắn cho rằng khoa học lý luận tính chính xác có áp dụng phạm vi. Hiển nhiên, theo địa ngục điện ảnh xuất hiện bắt đầu, khoa học liền không cách nào đối với hắn gặp phải hết thầy tiến hành giải thích hợp lý. Trừ phi dùng vạn năng ảo giác làm cho không người nào có thể đưa ra chất vấn. Đây hết thảy đều là ảo giác sao? Ưng ừ nhãn, vũ khê thôn đều là hư giả sao? tiền thương nhất không tin nếu quả như thật đều là ảo giác hắn cũng tình nguyện tin tưởng là chân thật bởi vì hắn cảm nhận được hết thảy đều vô cùng chân thật từng giờ từng phút bên trong tiền thương nhất đã dần dần thích ứng chính mình địa ngục điện ảnh diễn viên thân phận nếu là thôn trường ở phòng ở có thể hay không tốt hơn nhiều tiền thương nhất mở miệng đánh vỡ trầm mặc không nhất định ưng nhãn lắc đầu đúng là nhưng Tiền thương nhất nói đến đây, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chỗ góc cua mới xuất hiện phòng ốc đưa tới chú ý của hắn. Mới xuất hiện phòng ốc muốn so lúc trước phòng ốc càng lớn, gian phòng cũng nhiều hơn, sân nhỏ còn dùng hàng rào tường vây lại. Từ mọi phương diện đến xem, góc rẽ phòng ốc đều phù hợp tiền thương nhất đối nhà trưởng thôn nhận biết. Xem ra ngay ở phía trước ưng nhãn chạy tiền thương nhất vội vàng đuổi theo nhưng là khoảng cách giữa hai người vẫn như cũ càng ngày càng xa thật nhanh thế nào nhanh như vậy tiền thương nhất muốn theo sát ưng nhãn lại phát hiện chính mình dù cho lại tăng thêm tốc độ cũng không có cách nào đuổi theo dứt khoát tiết kiệm thể lực đem tốc độ lại thả chậm một điểm ánh nắng từ từ rơi xuống đem hai người cái bóng kéo dài sạch sẽ sân nhỏ xuất hiện ở phía trước ưng ừ nhãn đã sớm đứng tại sân nhỏ cửa ra vào chờ đợi. Tiền thương nhất chạy đến ưng nhãn phụ cận về sau, có chút thở, mồ hôi đã che kín cái chán. Ưng ừ nhãn quay đầu nhìn tiền thương nhất, ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng, ra hiệu im lặng. Tiền thương nhất khống chế hô hấp của mình, thả chậm bước chân, nghiêng tai lắng nghe rất nhỏ tiếng vang theo phòng khách truyền đến tiếng vang không phải côn trùng kêu vang cũng không phải chim gọi mà là tiếng người phảng phất có người ở phòng khách nói chuyện phiếm vấn đề duy nhất ở chỗ vô luận là tới gần vẫn là đi xa tiếng vang đều phi thường nhỏ nhỏ đến nhất định phải cẩn thận nghe mới có thể nghe thấy như thế tiểu nhân thanh âm căn bản là không có cách nghe rõ nói chuyện trời đất nội dung là cái gì làm tiền thương nhất đi vào ưng nhãn bên người thời điểm ưng nhãn quay người nhìn xem hắn ngón trỏ trái xuống mặt đất ngón trỏ tay phải trước tiên chỉ xuống chính mình lại chỉ hướng cửa phòng khách tiền thương nhất gật đầu hắn hiểu được thủ thế ý tứ ưng nhãn nhường hắn đứng tại chỗ hắn đi cửa phòng khách nhìn xem đón lấy ưng nhãn hóp lưng lại như mèo hướng phòng khách chỗ cửa lớn đi đến bước chân nhẹ nhàng cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm hắn đi đến dưới mái hiên phương lưng tựa vào vách tường lại chậm rãi di động đến phòng khách trước cổng chính đến nơi đây ưng nhãn động tác càng ngày càng chậm chỉ gặp hắn đem lỗ tai dán tại màu xám nhạt cửa gỗ trên sau đó hướng khe cửa nghiêng mắt nhìn đi tiền thương nhất nhịn không được ngừng thở thậm chí để cho mình nhịp tim hơi giảm xuống Vài giây đồng hồ về sau, Tiền Thương Nhất chợt phát hiện tình huống có chút không đúng, vừa rồi tiếng vang vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Vấn đề là đứng tại phòng khách ngoài cửa ưng nhãn không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Ưng ừ nhãn vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản tư thế. Ước chừng 10 giây sau, ưng nhãn đứng thẳng người, xoay đầu lại nhìn xem Tiền Thương Nhất, trên mặt biểu lộ nghi hoặc khó hiểu tiền thương nhất mở ra hai tay cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau chuyện gì xảy ra tiền thương nhất không hiểu rõ xảy ra chuyện gì ưng ừ nhãn đi tới nhẹ giọng nói ra phòng khách căn bản không có người không có bất kỳ ai tiền thương nhất khẽ nhếch miệng hơi chớp mắt hỏi lại không có người không có người ưng ừ nhãn gật đầu tiền thương nhất chào mày vừa rồi tiếng vang hắn tuyệt đối có nghe được với lại ưng nhãn cũng có nghe được không thể nào là nghe nhầm thế nhưng là tiền thương nhất vẫn có chút không tin chính mình đi xem ưng nhãn ngón cái tay phải chỉ chỉ hậu phương không tiếp tục thử nghiệm nữa thuyết phục tiền thương nhất không lên tiếng nữa dùng bình thường chân nhanh hướng phòng khách cửa đi đến màu xám nhạt cửa chính mang theo một cảm giác thần bí phẳng phất trong môn ẩn giấu đi kinh thiên bí mật trên khung cửa phương treo một mặt bát quái kính bát quái kính hơi lệch chiếu vào cửa ra vào tiền thương nhất hai tay một trái một phải đặt ở trên cửa tiếp theo đem đầu vươn hướng khe cửa tới gần về sau lại để cho mắt phải dán khe cửa trong phòng khách cảnh tượng nhìn một cái không sót gì cái bản đồ dùng trong nhà bày ra tại bên tường phi thường yên tĩnh chính như ưng nhãn nói trong phòng khách không có bất kỳ ai đồng dạng cũng không có mèo chó hoặc là gà vịt tiền thương nhất không tin hắn mi tâm đều nhăn thành chữ xuyên vẫn như cũ nhìn chằm chằm khe cửa xem mấy giây sau tình huống vẫn như cũ tiền thương nhất chạy đến bên cạnh phòng ngủ phía trước cửa sổ nhìn vào bên trong cũng đồng dạng không có phát hiện bất luận người nào thân ảnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vừa rồi ta rõ ràng có nghe được thanh âm tiền thương nhất cúi đầu nhìn dưới mặt đất không nghĩ ra nguyên do trong đó vào xem ưng ừ, nhãn đi đến phòng khách trước cổng chính hai tay dùng sức đem cửa chính đẩy ra đồng thời mới kịch bản hiện lên ở tiền thương nhất trong đầu tiền thương nhất lập tức nhìn lên hắn không kịp chờ đợi muốn làm rõ ràng nguyên nhân thứ tư màn khoảng bốn giờ rưỡi chiều vũ khê thôn nhà trưởng thôn trương tử an đứng tại trước cổng chính biên chiết đứng tại cửa sổ phòng ngủ trước hai người hai mặt nhìn nhau biên chiết trương tử an ngươi cho rằng đây là tình huống như thế nào ta tin tưởng chúng ta không có khả năng đồng thời xuất hiện nghe nhầm trương tử an sự thực là trong phòng đúng là không có người ta vừa rồi đã nhìn qua ngươi cũng đã gặp ta tới gần phòng khách động tác dù cho có người phát hiện ta cũng không kịp chạy trốn biên chiết người nói có khả năng hay không là vũ khê thôn nháo quỷ ta căn bản làm không rõ ràng vũ khê thôn chuyện gì xảy ra cái kia hiến tế lại là cái gì này nọ trương tử an biên triết ta cảm thấy chúng ta hẳn là bắt đầu cân nhắc thân thể an toàn vấn đề trương tử an vô luận là thật nháo quỷ vẫn là nguyên nhân khác vũ khê thôn thôn dân hiện tại cũng đã mất tích chỉ dựa vào hai người chúng ta dù cho tìm tới chân tướng hẳn là cũng không có cách nào cứu bọn họ ngược lại sẽ đem chính mình góp đi vào biên chiết người cho là chúng ta phải nên làm như thế nào trương tử an về trước đi đem sự tình báo cáo lại dẫn người tới biên chiết nhìn lên bầu trời mây đen, đoán chừng cũng phải trời mưa, chúng ta vẫn là mau trở về tương đối tốt, bất quá, trước tiên cần phải điều tra căn phòng này, Trương Tử An. Vậy nhanh lên một chút đi, vẫn là dựa theo phía trước biện pháp, tách ra lục soát biên chiết. Tốt có chuyện gì gọi ta là được, thứ tư màn kết thúc tiền thương nhất rất nhanh quét xong. Chạy trốn phim trường hào ẩm địa câu du hiến tế cùng hiến tế bia nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com thứ tư màn kịch bản cũng không có cung cấp tin tức hữu dụng bất quá kịch bản bên trong kịch bản phát triển lại làm cho tiền thương nhất có chút ngoài ý muốn biên chiết cùng trương tử ăn cũng định rời đi vũ khê thôn như vậy làm đóng vai biên chiết hắn có thể hay không rời đi vũ khê thôn kịch bản phải chăng lại hội sinh ra biến hóa mới tiền thương nhất đã không kịp chờ đợi muốn biết phía sau kịch bản bởi vì quan hệ này đến sinh tử của hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là điều tra trước mắt phòng ở chạy trốn phim trường hào ẩm địa câu du mục tiêu mới nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com lý thần hy nói hắn không hề động hiến tế bia tình huống càng ngày càng không thích hợp vô luận chúng ta hỏi thế nào thậm chí đem đồ dùng trong nhà đều ném tới bên ngoài hắn cũng kiên trì nói mình không có đem hiến tế bia mang về hoặc là giấu ở địa phương nào nếu là lúc trước ta khẳng định tin tưởng hắn nhưng là trải qua phía trước hỏi về sau ta phi thường hoài nghi ta cho rằng lý thần hy có khả năng vì vĩnh sinh làm bất cứ chuyện gì bao quát gạt ta ta không biết hiến tế cử hành xong về sau Lý Thần Hy có thể hay không vĩnh sinh, nhưng là ta biết, vũ khê thôn tuyệt đối không được an bình. Nhưng mà, dù cho chúng ta dùng vũ lực uy hiếp, Lý Thần Hy vẫn như cũ nói mình không hề động, thậm chí thể Ta bỗng nhiên có một loại cảm giác, hắn có lẽ không có nói láo, thế là chúng ta nhường hắn mang bọn ta đến sau núi đất trống kết quả vẫn là như cũ hắn chỉ vào trung ương đất trống nói hiến tế bia liền bị hắn đặt ở chỗ đó không có tất cả mọi người nói không có nhìn thấy chúng ta tại giữa đất trống tìm đào hố trong thôn tìm chỗ nào đều không có toàn bộ vũ khê thôn đều không có hiến tế bia thân ảnh ban đêm bóng đen xuất hiện lần nữa có thôn dân nghĩ thừa dịp lúc ban đêm rời đi tuy là trên núi nguy hiểm nhưng là chỉ ít còn có cơ hội sống sót nhưng mà một tên thôn dân đã trở về nói căn bản không có cách nào rời đi còn lại thôn dân không tin nhao nhao hướng cửa thôn đi đến ta không có cản bọn hắn qua nửa giờ những thôn dân này đều về tới vũ khê thôn chúng ta bị vây ở vũ khê thôn hiến tế ngay tại cử hành bóng đen ở khắp mọi nơi Ta chưa bao giờ nghe qua hiến tế, cũng không biết hiến tế bia ta duy nhất có thể làm sự tình chính là nhường các thôn dân trốn ở trong phòng, hy vọng có thể chống đến ngày mai. Hiện tại, ta viết hạ bản này nhật ký, hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp vì quang viễn, nhớ tại ngày 11 tháng 6 chiều muộn. Tiền thương nhất sau khi xem xong hít sâu một hơi, đem màu xanh đậm bản bút ký khép lại vừa rồi xem bút ký nội dung hiện lên ở trong đầu của hắn từ mấu chốt bị hắn sàng chọn đi ra lý thần hy hiến tế bia hiến tế bốn người trong lúc đó có thể dùng một đường liên hệ tới tuy là không biết hiến tế bia lai lịch cũng không biết lý thần hy vì cái gì biết thế nào cử hành hiến tế nhưng là hiến tế nhất định cùng lý thần hy thoát không được quan hệ phía sau núi đất trống hiến tế bia ba cái này có thể liên hệ với nhau theo bút ký bên trong đó có thể thấy được hiến tế bia cuối cùng xuất hiện địa điểm là vũ khê thôn phía sau núi đất trống tuy là vi quang viễn không có tại hậu sơn tìm tới hiến tế bia nhưng là không trở ngại đây là một cái không cách nào coi nhẹ manh mối hiến tế vĩnh sinh bóng đen này ba cái từ mấu chốt tiền thương nhất tin chắc có liên quan nhưng là không liên lạc được quá khẩn mật trung gian còn thiếu khuyết phân đoạn đem mấy đầu tuyến liên hệ với nhau về sau, cấu thành một chương hoàn toàn mới mạng. Tuy là rất nhiều chuyện vẫn như cũ không rõ ràng, nhưng là so với vừa mới bắt đầu, đã biết nhiều hơn quá nhiều. Tiếc nuối duy nhất là, trong nhật ký vi quang viễn biểu hiện đã không cách nào rời đi vũ khê thôn, đồng dạng, biên chiết cùng trương tử ăn cũng có thể là không cách nào rời đi. Tiền thương nhất nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn ưng nhãn, đem bản bút ký đưa ra nói xem kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào ưng nhãn mở ra bản bút ký nhìn lại tiền thương nhất học ưng nhãn ánh mắt nhìn về phía các nơi đề phòng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện bóng đen đồng thời trong miệng nói ra đi vũ khê thôn phía sau núi vô luận là hiến tế bia vẫn là lý thần hy nhà đều tại hậu sơn phụ cận cho nên chúng ta phải đi phía sau núi ưng ừ nhãn không có trả lời mà là tại nghiêm túc xem vi quang viễn bút ký tiền thương nhất không có quấy giày ưng nhãn, chờ đợi ưng nhãn xem hết. Rất nhanh, ưng nhãn đem màu xanh đậm bản bút ký khép lại, còn cho tiền thương nhất, đồng thời trong miệng nói ra. Chúng ta nhanh lên, nói xong, ưng nhãn hướng ngoài cửa viện đi đến. Tiền thương nhất gật đầu, cùng sau lưng ưng nhãn, bỗng nhiên, bị thăm dò cảm giác từ sau lưng truyền đến, dị thường mãnh liệt. Hai người gần như đồng thời quay đầu nhìn phòng khách cửa chính pha tạp trên vách tường, bóng đen hiện lên, không chỉ một, từ trái đến phải, hết thầy có 5 cái. So với phía trước bóng đen, mới xuất hiện bóng đen thân hình không lại vặn vẹo, cơ hồ cùng người bình thường giống nhau như đúc, danh giới gờ giáp cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiền thương nhất nuốt ngụm nước bọt, kìm lòng không được lui lại hai bước, hắn cảm giác chính mình toàn thân rét run, giống như bị rắn độc để mắt tới đồng dạng những bóng đen này, so với rắn độc càng thêm đáng sợ. Nhưng mà, bóng đen cũng không có đuổi tới, mà là lộ ra dáng tê cười. Nửa phần dưới của đầu, một cái như nguyệt nha quỷ dị mỉm cười thậm chí nhường nhiệt độ chung quanh đều hạ thấp vài lần. Tiền thương nhất đối bóng đen sắp phát khởi công kích cảm thấy trong lòng run sợ. Năm cái bóng đen, chỉ cần cùng một chỗ sông lên, hai người căn bản không có cách nào tránh bóng đen cùng tiền thương nhất hai người cũng không có động, phảng phất đang rằng co. Bỗng nhiên, bầu trời tầng mây vậy mà tản ra, lộ ra một cái khe hở, ánh nắng rơi xuống, rắc vào giữa sân. Bóng đen thân hình bắt đầu rất nhỏ run run. Ta đếm tới hai, chuẩn bị chạy. Ưng ừ nhãn nhẹ nói một câu. Ừm, tại bóng đen uy hiếp phía dưới, tiền thương nhất thậm chí không dám làm ra gật đầu loại động tác này. Một, hai ừng nhãn hô lên tiếng nháy mắt cả người chạy vội ra ngoài phương hướng chính là vũ khê thôn nhô ra cũng chính là phía sau núi phương hướng tiền thương nhất cũng vung ra lui chạy adrenaline gia tốc bài tiết toàn thân tế bào đều bị điều động tại này cực kỳ thời khắc mấu chốt thứ năm màn kịch bản cũng là cuối cùng một màn kịch bản xuất hiện trong đầu vì cái gì kịch bản ở thời điểm này đến tiền thương nhất phi thường muốn nhà rãnh địa ngục điện ảnh thực sẽ chọn thời điểm mà bây giờ tình huống đã khẩn cấp đến liên nhổ nước bọt đều không có thời gian. Hai người chạy đại khái 200 mét về sau, tiền thương nhất mới rốt cục thả chậm tốc độ, quay đầu nhìn thoáng qua. Bóng đen cũng không có theo sau lưng. Tiền thương nhất há mồm thở dốc, bình thường hắn thỉnh thoảng sẽ vận động một chút, nhưng luận tố chất thân thể, kỳ thật cũng chỉ so với trạch nam tốt một chút. Vì tiết kiệm thể lực, Tiền Thương nhất lựa chọn thả chậm tốc độ, đồng thời bắt đầu quan sát thứ năm màn kịch bản. Thứ năm màn, buổi chiều tiếp cận 5 giờ, Vũ Khê thôn đi tới phía sau núi trên đường nhỏ. Biên Chiết dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn xem lần nữa ẩn nấp tại tầng mây hậu phương mặt trời, tâm tình nặng nề, Biên Chiết. "Trương Tử An, chúng ta rời đi Vũ Khê thôn đi. Còn tiếp tục như vậy, đoán chừng chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này, Trương Tử An." Hiện tại thật có thể rời đi sao? Vì Quang Viễn bản bút ký bên trên đã viết rõ ràng biên chiết. Dù sao cũng phải thử một lần, chúng ta cùng thôn dân không đồng dạng, chúng ta hôm nay mới đến, với lại hiện tại mặt trời còn không có xuống núi, Trương Tử An nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Vũ Khê thôn bí ẩn vẫn chưa giải mở, nhưng là đêm tối sắp xảy ra, biên chiết cùng Trương Tử An không có ý định tiếp tục lưu lại, chọn rời đi, hai người hướng Vũ Khê thôn cửa thôn chạy đi. Vũ Khê thôn cửa thôn tấm bảng gỗ vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ, hai người dò xét gần đường. Đường về nhà so với thường ngày đến nói, càng thêm dài răng giặc nhưng mặt thẳng đến mặt trời xuống núi, hai người như cũ tại trên núi đảo quanh.